nhận định Chelsea với Brighton 2 giờ ngày 21 tháng 4 năm 2021. Chỉ phải gặp đội bóng top dưới là Brighton ở lượt đấu tới sẽ là cơ hội tốt để Chelsea có thể chen chân vào top 4. Cập nhật thông tin trước trận đấu, tỷ lệ kèo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Tinh thần của Chelsea đang là rất cao khi mới lần lượt vượt qua Man City và Porto để bước vào chung kết FA Cup và bán kết của UEFA Champions League. Còn xét riêng tại Premier League, họ cũng đã ngay lập tức đứng dậy vô cùng mạnh mẽ sau hai cú sải chân trước Leeds và West Brom bằng chiến thắng thuyết phục 4-1 trên sân của Crystal Palace. Điều đã giúp thầy trò huấn luyện viên Thomas Tuchel nhanh chóng trở lại cuộc đua top 4 với Liverpool và West Ham United. Ngoài ra, thành tích sân nhà của đội bóng thành London cũng được giới chuyên môn đánh giá khá cao. Cụ thể, The Blues mới chỉ để thua 3 và lọt lưới vỏn vẹn 16 lần, ít thứ 2 trong số 20 đội, chỉ sau Man City trong các trận được chơi tại Stamford Bridge ở giải bóng đá số 1 xứ sở sương mù kể từ đầu mùa. Bên kia chiến tuyến, phong độ của Brighton đang là không thực sự tốt khi hai vòng đấu gần nhất tại Premier League, họ chỉ giành được đúng một điểm. Chuỗi trận này khiến thầy trò huấn luyện viên Graham Potter vẫn chưa thể chắc chắn có được tấm vé trụ hạng với việc mới chỉ sở hữu 33 điểm trên 31 trận đã đấu. Thêm vào đó, các cuộc đụng độ với Chelsea trong quá khứ cũng thường không đem lại những kết quả tích cực cho đội bóng đến từ vùng East Sussex. Bằng chứng là họ đã thua tới 6 và chỉ thắng được 1 trên 10 lần chạm trán với đại diện thành London. Hơn thế nữa, với việc hai trụ cột là Aaron Hassan và Solly March vẫn chưa thể trở lại sau chấn thương, sức mạnh của những chú chim mòng biển chắc chắn sẽ bị suy giảm đi đáng kể ở cuộc đối đầu sắp tới. Từ những phân tích lên trên, chuyên gia soi kèo bóng đá nhận định cửa thắng kèo của Chelsea là tương đối sáng. Chọn Chelsea, soi kèo tài xỉu Chelsea với Brighton. Thống kê cho thấy rằng có đến 4 trên 5 trận đấu gần nhất của Brighton kết thúc với trên 2 bàn thắng được ghi. Vì vậy, theo tỷ lệ kèo, người chơi nên chọn đặt cửa tài để có cơ hội ăn tiền cao hơn. Chọn tài, soi kèo hiệp 1. Trong 5 trận đấu gần nhất của mình, chỉ có đúng một lần Brighton gặp bất lợi về mặt điểm số khi kết thúc 45 phút thi đấu đầu tiên. Do đó, ở mức kèo hiệp 1 là 0.25, đặt cửa đội khách sẽ là một lựa chọn khôn ngoan dành cho người chơi.